Madame yên tâm đi, đây là lúc giây phút xuất thần của em mà. Xin mời đất. Tôi đã nói với cô là bộ phát thảo sưu tập mùa hè, mà tại sao cô lại phát thảo bộ sưu tập thu đông? Simoder. Cô nói gì? Xin lỗi. Simoder là xin lỗi hả? Em không thấy chuyện lớn chuyện nhỏ gì, em cũng muốn quên hết hả? Tốt nhất mình chia tay đi. Em đếm từ 1 cho tới 3, anh mà không rút lại lời nói đó là em đồng ý thiệt đó. 1 2 3. Trời ơi, mày ngu quá mày ơi. Đó chỉ là một lý do lịch sự để mà từ chối mày thôi, chứ thật ra là đá mày rồi đó. Ây da, cái bản mặt của mày á, từ chối cái con khỉ gì. Ủa, mình làm gì sai? Thiết kế tận tận khùng lượng công ty. Hồi nào tới giờ có ai nói anh mắc bệnh khùng mà còn vô duyên không? Cô đi đâu giờ? Cô ác lắm á. Tao tới rồi này, mày ngồi ở đâu vậy? Tao đang ngồi ngay cửa ra vào nè. Ủa, ngay cửa tao thấy có nguyên một cái voi đang ngồi mà. Dạ thưa mẹ, con hỏi mẹ là ngồi ở quán nào? Quán Thời Gian. Mày điên hả? Mày hẹn tao ở quán Hoàng Hôn, mày qua quán Thời Gian làm cái gì?